Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối trí thức bài 53 phân số tiết 2. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về môn toán lớp 4 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp 4, các em có thể tham gia nhóm Zalo hoàn toàn miễn phí bằng cách là các em mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là các em tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Kem nhớ xin phép phụ huynh trước khi tham gia nha. Để tiếp thêm động lực cho kênh Thành Đô Vlog, quý vị phụ huynh có thể ủng hộ kênh theo số tài khoản được đặt ở phần mô tả của video. Kênh Thành Đô Vlog xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh rất nhiều. Trước hết là em làm bài tập số 1. Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình sau theo mẫu. Rồi kem quan sát hình A. Số phần tô màu là 1, vậy tử số là 1. Có tất cả là 5 phần bằng nhau, vậy mẫu số là 5. Kem viết phân số là 1 phần 5. Kem đọc là 1 phần 5. Tương tự, kem quan sát hình B. Kem quan sát hình B và cho biết là có mấy phần được tô màu? À, có 5 phần được tô màu, vậy tử số là 5. Có tất cả mấy phần bằng nhau? À, có tất cả là 9 phần bằng nhau, vậy mẫu số là 9. Các em đọc từ trên xuống dưới Dấu gạch ngang các em đọc là phần 5 phần 9 Tương tự hình C Hình C có tất cả là mấy phần được tô màu? À có tất cả là 6 phần được tô màu Vậy tử số là 6 Có tất cả là mấy phần bằng nhau? À có tất cả là 9 phần bằng nhau Vậy mẫu số là 9 Các em đọc là 6 phần 9 tương tự hình D. Hình D có 4 phần được tô màu, vậy tử số là 4. Có tất cả là 7 phần bằng nhau, vậy mẫu số là 7. Kem đọc là 4 phần 7. Hình E Có 4 phần được tô màu, vậy tử số là 4. Có tất cả là 8 phần bằng nhau, vậy mẫu số là 8. Các em đọc là 4 phần 8. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết phân số. A. À, 7 phần 19. 7 phần 19 các em viết theo thứ tự là 7 chính là tử số. Phần là dấu gạch ngang. 19 là mẫu số. 7 phần 19. Rồi tương tự câu B.

đã tô màu 3/4 số bông hoa của những hình nào dưới đây. Rồi, chúng ta phân tích từng hình một. Hình A có 3 bông hoa được tô màu. Tử số là 3. Có tất cả là 4 bông hoa, vậy mẫu số là 4. Tiếp theo là các em quan sát hình B. Hình B là có bao nhiêu bông hoa được tô màu? À, 2 bông hoa được tô màu, tử số là 2 có tất cả là 8 bông hoa, mẫu số là 8. Được chưa? Rồi, ở đây nếu các em chia hai bông hoa là một phần. Cứ hai bông hoa thì các em chia là một phần. Như vậy một phần được tô màu có tất cả là 4 phần bằng nhau. Được chưa? Chúng ta có thể nói đã tô màu 2 phần 8 số bông hoa của hình B hoặc là đã tô màu 1 phần 4 số bông hoa của hình B đều được. Ta nói 2 phần 8 bằng 1 phần 4. Các em đã hình dung được chưa? Rồi, tiếp theo là hình C. Có 6 bông hoa được tô màu, vậy tử số là 6. Có tất cả là 8 bông hoa, mẫu số là 8. Ở đây, nếu chúng ta chia mỗi phần là 2 bông hoa. Mỗi phần là 2 bông hoa. Vậy, có 3 phần được tô màu, tử số là 3 có tất cả là 4 phần bằng nhau, mẫu số là 4. Chúng ta có thể nói đã tô màu 6 phần 8 số bông hoa của hình C, hoặc là có thể nói đã tô màu 3 phần 4 số bông hoa của hình C đều được. Ta nói 6 phần 8 bằng 3 phần 4. Như vậy đã tô màu 3 phần 4 số bông hoa của những hình A và, à và C. Được chưa? Tiếp theo là kem sang bài tập số 4, chọn câu trả lời đúng. A. Phân số chỉ phần bức tường mai chưa sơn màu là A, B, C hay là D. Rồi trước hết là kem quan sát bức tường. Có mấy phần chưa sơn màu? À có 3 phần chưa sơn màu, vậy tử số là 3. Có tất cả là mấy phần bằng nhau? À có tất cả là 10 phần bằng nhau, vậy mẫu số là 10. Phân số chỉ phần bức tường mai chưa sơn màu là 3 phần 10. 3 phần 10 các em chọn đáp án B. Được chưa? Câu B. Phân số chỉ phần bức tường mai đã sơn màu là? Các em quan sát bức tường. Đã sơn màu mấy phần? À, đã sơn màu 7 phần. Vậy tử số là 7. Có tất cả là mấy phần bằng nhau? À, có tất cả là 10 phần bằng nhau. Vậy mẫu số là 10. Ta nói phân số chỉ phần bức tường mai đã sơn màu là 7 phần 10. 7 phần 10 các em chọn đáp án nào? À đáp án C Các em đã hình dung được chưa Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp Chúc các em học tốt